Xin chào các bạn, tướng Harald Kutras, cựu tham mưu trưởng quân đội Đức và chủ tịch Ủy ban quân sự NATO nhận định rằng cứ điểm then chốt của Donbass là Bokorovsk chắc chắn sẽ thất thủ. Ukraine sẽ sớm phải từ bỏ thành phố Bokorovsk quan trọng của Donbass khi hệ thống phòng thủ của thành phố này dần sụp đổ trước các cuộc tấn công của Nga, theo tướng Harald Kutras. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo và người dẫn chương trình podcast Flavio von Wiesleben hôm ngày 13 tháng 10, Ông Kuzas, người từng là chủ tịch Ủy ban quân sự NATO từ năm 2002 đến năm 2005, cho rằng kế hoạch của Ukraine nhằm chuyển hướng các đơn vị của Nga khỏi Donbass thông qua cuộc tấn công Kursk đã thất bại vì Nga không phải cắt giảm cuộc tấn công của mình trong khu vực. Ukraine ban đầu dự định rằng Nga sẽ rút quân chiến đấu trở lại khu vực Kursk, nhưng giờ đây điều này lại gây bất lợi cho chính họ vì Nga hiện đang trói buộc lực lượng dự bị của Ukraine đang rất cần thiết hiện đang mất tích ở Donbass. Ông cho biết, đồng thời mô tả cuộc tấn công Kursk là một hành động toàn diện. Kết quả là Nga đang dần tiến vào Donbass với tốc độ phù hợp với mong muốn giảm thiểu tổn thất. Kuzas nói, Nga đã đạt được những bước tiến gần Bokrovsk. Kuzas lưu ý mô tả thành phố này nằm cách Donetsk khoảng 50 km về phía tây bắc và có tầm quan trọng sống còn do ý nghĩa về mặt hậu cần của nó. Ukraine vẫn giữ vị trí của mình nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thành phố này sụp đổ. Tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine rất cấp thiết và ngày càng trở nên cấp thiết hơn bất chấp sự hỗ trợ vật chất và tài chính khổng lồ từ phương tây ông nói theo cô xét về mặt này cuộc xung đột có xu hướng giảm đối với ukraine đồng thời chưa biết thêm rằng quỹ đạo này rõ ràng đã tăng tốc nếu không có thỏa thuận chính trị thì ukraine sẽ phải chịu tổn thất về mặt quân sự vị tướng này dự đoán khi giao tranh diễn ra dữ dội ở ngoài oborozhke các quan chức ukraine đã nhiều lần mô tả tình hình ở đó là khó khăn một số hãng truyền thông phương tây cũng cảnh báo rằng việc mất Bakhrushk không chỉ là cản trở hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine ở Donbass mà còn giáng một đòn nghiêm trọng vào nền kinh tế của đất nước vì khu vực này đóng vai trò là nguồn than chính cho ngành công nghiệp, thép và sắt của nước này. Quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến ở Donbass trong những tuần gần đây, giành quyền kiểm soát hàng chục khu định cư, bao gồm cả thành trì chính Oleda ở phía nam của mặt trận. Cả hai khu vực Donetsk và Luhansk ở Donbass đều bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm 2022, Cùng với hai vùng lãnh thổ cũ khác của Ukraine Cảnh báo sự thật đau đớn Ukraine phải chấp nhận Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Rader Cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialogue Wars rằng Nga sẽ nắm toàn quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Của các khu vực Donetsk và Luhansk Zaporozhye và Kherson Nga sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giành lại quyền kiểm soát Cách duy nhất để ngăn chặn điều này Là đánh bại Nga trên chiến trường Nhưng hiện tại tôi không thấy Nga bị đánh bại Ông nói Chuyên gia lưu ý rằng Moscow sẽ đạt được mục tiêu của mình trong mọi trường hợp, vì vậy người Ukraine sẽ phải rời khỏi lãnh thổ của các khu vực mới của Nga. Vào cuối tháng 9 năm 2022, các cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, các vùng Kherson và Zaporozhye, trong đó đại đa số cử tri ủng hộ việc gia nhập Nga. Vào ngày 30 tháng 9, một buổi lễ được tổ chức tại Điện Kremlin để ký kết các thỏa thuận tiếp nhận các vùng lãnh thổ mới cho Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật hiến pháp liên bang về việc thành lập các thực thể cấu thành mới của Nga vào tháng 10 năm 2012. Trong khi đó tờ Economic của Anh viết ngành công nghiệp thép của Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt do quân đội Nga tiếp cận Boryska, nơi có một mỏ than cốc lớn. Người Nga thậm chí không cần phải chiếm giữ một mỏ để bóp nghẹt ngành thép, còn lại của Ukraine. Để làm được điều này, chỉ cần ngắt nguồn điện của mỏ và chặn con đường vận chuyển than về phía tây đến các nhà máy thép còn lại là đủ. ấn phẩm này viết. Năm ngoái, Ukraine đã tụt từ vị trí thứ 14 xuống 24 thế giới về sản xuất thép. Bài báo tóm tắt cho đến tháng 2 năm 2012. Thép chiếm một phần ba lượng xuất khẩu của Ukraine. Krasnoyarsk là một trung tâm khu vực ở phía tây bắc Donetsk. Tính đến năm 2012, dân số thành phố là hơn 61.000 người. Nó là một ngã ba đường sắt lớn với các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua nối Donetsk với vùng Dnepropetrovsk của Ukraine. Ngoài ra, thông qua Borgrovsk, còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do KF kiểm soát ở phía bắc Donetsk và Lakramatorsk và Slaviansk. Căng thẳng ở Odessa, sân bay quân sự Ukraine bị tấn công. Nga liên tiếp tấn công, nỗ lực chặn đường cung khí tài NATO của Ukraine ở Odessa. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phát động làn sóng tấn công mới vào các cơ sở hậu cần của Ukraine trên khắp cả nước. Máy bay không người lái cảm tử và tên lửa Iskander của Nga đã phá hủy mục tiêu quân sự ở các vùng Odessa, Chernihiv, Botava cũng như là ở miền đông Sumi, Kharkov và các vùng khác đang xảy ra xung đột. Tình báo quân sự nga đã tiết lộ vị trí của hệ thống Nasam do NATO cung cấp được triển khai tại thị trấn Geras ở vùng Bontava. Ngay sau đó, quân đội nga thực hiện cuộc tấn công chính xác, hai trạm radar của Ukraine bị phá hủy và một bệ phóng bị hư hại. Không chỉ vậy, một đoàn xe quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã bị tấn công khi đang di chuyển đến biên giới vùng Sumi. Vụ tấn công được thực hiện bằng tên lửa ở khu vực Khoros thuộc vùng Chernihiv. Hệ thống pháo phản lực bắn loạt và Vamir do những NATO cung cấp cho lực lượng Ukraine cũng đã bị quân đội Nga phá hủy ở khu vực làng Nikitovka thuộc vùng Sumy. Lực lượng Nga đang triển khai nhiều cuộc tấn công nhằm phá hủy khí tài quân sự mà NATO cung cấp cho lực lượng Ukraine ở phía nam Odessa. Cơ sở hạ tầng cảng và tàu chở hàng với vũ khí, đạn dược nước ngoài đã phải hứng chịu ít nhất là 4 cuộc tấn công của Nga trong tuần trước. Đêm ngày 13 tháng 10, tên lửa Nga đã tấn công sân bay quân sự của Ukraine ở làng Limaskoye, nằm gần biên giới Chernitschia theo các nguồn tin giám sát quân sự, tên lửa Nga đã tấn công sân bay vào thời điểm dỡ hàng hóa quân sự được chuyển từ Romania đến. Hậu quả của cuộc tấn công là hai xe tải quân sự của tiểu đoàn biệt kích 183 thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 122 đã bị phá hủy và ba xe khác bị hư hại. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang không ngừng tiến quân trên các tuyến đầu Damas. Ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Mikhailovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Ngôi làng Mikhailovka nằm ở ngoại ô phía đông của thị trấn Selidovo, một cứ điểm lớn của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Bokrovsk. Lực lượng Nga đã bắt đầu kiểm soát ngôi làng Mikhailovka cách đây vài tuần. Cuộc tấn công ở đó bắt đầu vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chỉ chính thức xác nhận quyền kiểm soát một khu định cư sau khi các hoạt động dọn dẹp hoàn tất và phòng thủ của Nga ở vùng ngoại ô được đảm bảo. Theo các báo cáo mới nhất từ hướng Bokrovsk, các cuộc động độ vẫn tiếp diễn tại khu vực mỏ Krochenko, địa phương nằm ở vùng ngoại ô phía đông bắc của Seledovo. Lực lượng vũ trang Ukraine đã thiết lập một cứ điểm lớn trên lãnh thổ của khu mỏ nhằm ẩn náu trong các tòa nhà công nghiệp và làm chậm bước tiến của quân đội Nga vào các bãi chứa. Cứ điểm lớn hơn này bị các lực lượng Nga tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa và pháo bình. Seledovo là khu vực chiến lược nên đây là nơi mà quân đội Nga đặc biệt chú ý. Các cuộc tấn công nhằm vào Seledovo và vùng ngoại ô vẫn đang diễn ra. Đồng thời, quân đội Nga cũng đang bao vây Seledovo ở hướng Bắc và hướng Nam. NATO tập trận hạt nhân, Nga chỉ trích. NATO tổ chức tập trận hạt nhân thường niên Stefanon trong hai tuần. Điện Kremlin cho rằng đây là động thái leo thang căng thẳng dưới chiến sự Ukraine. Liên minh quân sự NATO ngày 14 tháng 10 khởi động cuộc tập trận hạt nhân thường niên Stefanon, huy động khoảng 60 máy bay từ 13 quốc gia. Trong đó có tiêm kích tàng hình F-35A và oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Khoảng 2.000 quân từ 8 căn cứ của các nước thành viên NATO sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài hai tuần này ranh đai hạt nhân là hòn đá tảng đối với an ninh của liên minh. Tổng thư ký NATO Jens tuyên bố, Stefanud là cuộc kiểm tra quan trọng đối với năng lực răn đe hạt nhân của liên minh, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng đến mọi đối thủ rằng NATO sẽ bảo vệ mọi đồng minh. Các máy bay tham gia tập trận lần này chủ yếu hoạt động trên không phận Bỉ, Hà Lan, Anh, Đan Mạch, cùng vùng biển nối giữa eo biển Anh và biển Na Uy. Các lực lượng tham gia sẽ không sử dụng đạn thật dưới bất kỳ hình thức nào. Điện Kremlin cùng ngày lên tiếng phản đối NATO tổ chức tập trận hạt nhân giữa giai đoạn đối thoại bế tắc và xung đột Nga-Ukraine ngày càng căng thẳng. Với bối cảnh xung đột Ukraine đang trong giai đoạn chiến tranh nóng, những cuộc tập trận kiểu này chỉ khiến cho căng thẳng leo thang hơn nữa, Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin ngày 14 tháng 10 bình luận. Trước những lo ngại từ giới chức NATO về mối đe dọa quân sự từ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga chưa bao giờ dịch chuyển hạ tầng quân sự hướng về phía Tây, mà thực tế diễn ra theo hướng NATO đưa vũ khí tới gần Nga. Obrascop cho rằng sự can dự của phương Tây vào chiến trường Ukraine là nguyên nhân Moscow và Washington chưa thể nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân. Vì các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh, Pháp đang tham gia gián tiếp và trực tiếp trong một cuộc chiến chống lại nga, để có đối thoại về kiểm soát hạt nhân, các bên phải chấp nhận đối thoại thêm với các phương diện an ninh khác, người phát ngôn điện Kremlin lưu ý. Hơn 3.000 người nga phải sơ tán khỏi biên giới. Khoảng 30.400 người, trong đó có gần 8.000 trẻ em đã phải sơ tán khỏi các vùng biên giới giáp Ukraine vì những cuộc tấn công và pháo kích, quân chức nhân quyền của Nga cho biết. Ngày 14 tháng 10, bà Tatiana Moskakova, ủy viên nhân quyền của Duma Quốc gia Nga, nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn của trang tin Argumenti 1 40, rằng những người phải sơ tán đã được chuyển đến gần 1.000 trung tâm trú ẩn tạm thời trên khắp nước Nga. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, kẻ đáp trả bằng các cuộc tấn công và pháo kích vào nhiều địa phương biên giới của Nga, quân đội Ukraine nói rằng họ tấn công công trình hạ tầng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow. Ukraine đưa quân tấn công tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8, kiểm soát được vài chục ngôi làng và vẫn duy trì được cho đến nay. Bà Moskakova cho biết đã nhận được đơn kêu cứu từ hơn 1.000 người dân Nga ở tỉnh Kursk, những người không biết đang ở đâu và được cho là đã bị lực lượng Ukraine kiểm soát. Kiev chưa phản hồi về thông tin này. Cả hai bên đều phủ nhận các cuộc tấn công hay cầm tù thường dân trong cuộc xung đột diễn ra suốt hơn hai năm qua. Bà Maskakova cũng nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng bà đã thăm hơn 2.000 tù nhân chiến tranh Ukraine ở Nga, giống như việc quan chức Ukraine đã thăm các tù nhân Nga ở Ukraine. Nghi vấn F-16 của Ukraine bắn hạ cường kích ném bom Su-34 Nga Theo nhiều nguồn tin, máy bay chiến đấu F-16 do không quân Ukraine vận hành đã bắn hạ một cường kích ném bom Su-34 của Nga. Thế viện nghiên cứu chiến tranh IFW Ngày 12 tháng 10, một blogger quân sự người Nga xác nhận việc mất máy bay Su-34 nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Một số nguồn tin khác cho biết chiến đấu cơ F-16 của Ukraine có thể bắn hạ cường kích ném bom Su-34 của Nga khi chiếc máy bay đang thả bom lượn FAB với các mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UABC. ISW nhấn mạnh, nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp đầu tiên một máy bay chiến đấu của Nga bị phá hủy bởi chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine giới chức quân đội Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Trước đó, ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo một chiếc Su-34 của nước này đã sử dụng bom để tấn công dứt điểm của Ukraine ở tỉnh Khơn. Su-34 là máy bay chiến đấu có hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Các cường kích và ném bom Su-34 thực hiện tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất cũng như là chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đẹp trong mọi điều kiện thời tiết. Su-34 có trọng lượng cất cánh tối đa là 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km h Phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14 km và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng. Cường kích ném bom Su-34 có khả năng mang trọng tải vũ khí lên đến 8 tấn, trong đó bao gồm tên lửa không đối đất và không đối không tầm xa, bom lượn cũng như là một số loại rocket trong khi đó, F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. F-16 được thiết kế để thực hiện cả vai trò chiến đấu không đối không và không đối đất trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Máy bay được trang bị một động cơ phản lực Frost and Whitney F-100 PW-200, lực đẩy tối đa là 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp cho F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2, tương đương với 2.400 km h tầm bay khoảng 4.200 km. F-16 thực hiện nhiều chức năng bao gồm hỗ trợ chiến dịch trên không, chấn áp hệ thống phòng không của đối phương, trinh sát và tác chiến điện tử. F-16 sử dụng hệ thống radar AN-ABG-68 giúp tăng cường khả năng phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng một lúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký đồng ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.